Rồi, chào mọi người. Tôi đã up cái đề bài tập 4 ha. Cũng đã mở link được bài. Chúng ta sẽ thảo luận một xíu về cái bài tập 4 ha. Mọi người có cái vấn đề gì với cái bài tập 4 thì chúng ta thảo luận một xíu rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo của blog ha. Như đã nói ha, cái bài tập 4 nó là bài tập dễ nhất và mọi người nên cố gắng làm để lấy điểm cao cái bài tập 4 ha. Cái bài tập này thì nó khá giống cái bài tập của những khóa trước ha, bởi vì những cái bài tập mà về vlog á thì thật ra cũng cũng không nhiều ha, không nhiều. Lý do nó không nhiều là bởi vì để có những cái bài tập mà nó vừa phải để các bạn có thể làm được hay là những cái người mới học có thể làm được mà nó lại giúp ích cho chúng ta trong cái việc học thì rất khó để có được cái số lượng bài tập nhiều ha. Dĩ nhiên có rất nhiều cái bài tập về vlog. Nhưng mà ở những cái mức độ nó khó hơn thì sẽ dễ hơn. Tức là nếu tôi ra đề mà dành cho những cái bạn chúng ta đã biết nhiều về blog vân vân thì sẽ dễ hơn và cũng đã có được cái kho bài tập nó đa dạng hơn. Riêng những cái bài tập được gọi là cơ bản nhất, nhập môn nhất thì rất khó ha, khá là khó để ra. Cho nên cái bài tập này nó cũng giống như cái bài tập của các khóa trước ha. Và nói chung là trong cái bài tập về blog thì cái bài này và bài sau tôi sẽ không có hướng dẫn giải ha. Tôi sẽ hướng dẫn giải cái bài tập 2, bài tập 3 nữa. Mặc dù tôi chưa có làm xong và chưa có up lên cho mọi người. Nhưng sẽ có cái hướng dẫn giải cho cái bài tập 2, 3. Riêng những cái bài tập về vlog thì sẽ không có cái hướng dẫn giải. Một cái phần lý do đó là để những cái bài tập như thế này có thể dùng cho những cái khóa khác nhau. Thì như tôi nói rồi ha, khá là khó trong cái việc ra cái bài tập vlog mà ở cái mức rất đơn giản như thế này.
Trong cái câu 1 thì công việc của chúng ta đó là công việc điển hình của cái người dùng Vlog, xin lỗi, người làm việc với Vlog ha, bao gồm cả cái người viết chương trình lẫn người dùng, mà các bạn sẽ đóng vai trò cả hai. Đó là chúng ta dùng Vlog theo đúng nghĩa của nó, tức là dùng nó như là một cái hệ kiểm tra hay suy diễn tự động. Do đó chúng ta dùng nó để giải cái bài toán kiểm tra suy luận ha, hay là chứng minh. Thì công việc của chúng ta đã biết rồi, các bạn sẽ phải mô tả cái cơ sở tri thức bằng blog. Cái cơ sở tri thức mà viết trong blog nó còn gọi là chương trình, nó còn gọi là chương trình, và nó hay gọi là chương trình logic ha. Và nếu chúng ta đưa ở trong blog thì chúng ta gọi gọn là chương trình thôi. Còn những cái người bên ngoài, tức là khi mà có nhiều cái chương trình trong các ngôn ngữ khác nhau thì người ta hay gọi nó là chương trình logic. Còn về mặt lý thuyết ha, thì nó chính là cơ sở tri thức hay là tập các câu tiền đề ha. Sau khi chúng ta viết cái chương trình, tức là mô tả cái cơ sở tri thức, thì chúng ta viết cái câu kết luận mà trong bộ lóc nó hay gọi là câu tri vấn, câu tri vấn. Và sau đó chúng ta nhờ bộ lóc kiểm tra bằng cách nhấn enter thôi, thì khi đó bộ lóc sẽ tự động suy diễn dựa trên cái tiền đề được cho và câu kết luận được cho, và nó sẽ kiểm tra giùm chúng ta là cái suy diễn đó, cái suy luận đó đúng hay sai ha. Công việc của chúng ta như vậy chủ yếu là gì? Là viết lại các câu logic gồm những cái câu tiền đề và câu kết luận theo đúng yêu cầu của blog, theo đúng ngôn ngữ của blog. Thì muốn vậy, trước hết các bạn chuyển nó về logic vị từ ha, rồi sau đó chuyển nó qua logic logic form và viết lại theo đúng cái yêu cầu của blog. Cụ thể thì các câu trong tiền đề nó sẽ ở một trong hai dạng, hoặc là những cái luật hoặc là những cái sự kiện. Còn cái câu tri vấn thì nó phải ở dạng là tri vấn hạn định ha. Cũng lưu ý là nếu chúng ta có biến trong các câu trong tiền đề thì biến đó phải đi với mọi, bạn lưu ý ha. Dĩ nhiên các bạn không 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 cần gõ cái ký hiệu với mọi, không có và cũng không cần ha. Và trong tri vấn thì biến nó sẽ đi với tồn tại, đó là cái quy định của những cái dạng đó ha. Dĩ nhiên chúng ta biết hết rồi. Trong những cái câu này thì không có câu nào khó hết, chỉ có câu C nó sẽ hơi khó một xíu ha. Ở đây không nhiều câu nha, thì một cái bài tập như thế này thì rõ ràng là cố ý để cho các bạn làm quen. Ít nhất các bạn thấy rằng chúng ta không có nhiều câu, số lượng câu rất ít. Còn khi chúng ta làm việc thật, ví dụ như người ta dùng blog để mô tả một cái hệ chuyên gia chẳng hạn, người ta đã dùng blog để viết những cái hệ chuyên gia chẳng hạn chẩn đoán bệnh nó giống như một cái bác sĩ vậy, hay là chẩn đoán hư hỏng của những cái thiết bị nào đó, ô tô rồi các thứ, hay là một cái hệ chuyên gia hỏi đáp, hỏi gì trả lời nấy, tất cả những cái thứ đó các bạn thấy nó liên quan đến cái tri thức ha. Thì khi đó cái cơ sở tri thức, tức là những cái tiền đề hay là những cái thứ mà được biết đó, thì nó rất nhiều, nó rất rất lớn, nó có thể nói là khổng lồ. Và số câu trong đó là cực kỳ nhiều. Ở đây thì chẳng hạn câu C chúng ta chỉ có 3 câu thôi, trong đó tiền đề thì chúng ta có 2 câu tiền đề. Mọi số hữu tỉ đều là số thực, đó là một câu. Câu thứ hai là có số hữu tỉ. Cơ sở tri thức chúng ta chỉ có 2 câu, cực kỳ đơn giản ha. Và cái kết luận hay là cái tri vấn cũng vậy, một câu.
Câu C nó hơi khó, lý do là khi các bạn viết ra dạng logic vị từ thì có câu nó không ở dạng, nó không ở dạng hồ, tức là về nguyên tắc là nó không phù hợp để làm trong block. Tuy nhiên khi đụng những cái trường hợp như vậy, các bạn sẽ phải cố gắng biến đổi những cái câu logic vị từ mà không ở sẵn dạng hồ đó về dạng hồ bằng những cái cách này kia. Thì cái phần đó chúng ta đã không có làm trong buổi online nào, mà các bạn coi em book ha, coi em book và trong đó có sẵn cái ví dụ này luôn. Đây không phải là cái trường hợp khó gì hết, nó rất đơn giản, có thể nói rằng cái trường hợp biến đổi đơn giản nhất ha. Vì cái này cực kỳ quan trọng, có thể nói rằng cái câu số 1 này là cái câu linh hồn của cái bài tập hay là cái phần làm quen với blog. Và nếu các bạn làm mà thấy tốt ha thì có vẻ như là chúng ta cũng nắm được blog rồi. Cho nên chúng ta cố gắng làm cái câu 1 đó cho tốt. Và có thể tự làm thêm ha, những cái bài toán suy luận khác. Dĩ nhiên rất nhiều bài toán suy luận các bạn sẽ không có đưa ngay cho blog được, bởi vì thường thường ha, những cái suy luận thông thường của chúng ta, tức là suy luận mà đời thường á, thì nó sẽ có dính đến rất nhiều yếu tố mà nó không phải là dạng hồ. Chẳng hạn chúng ta có những cái toán tử hoặc, và thường chúng ta cũng hay đụng phủ định. Các bạn thấy đó, logic hoàn không có phủ định, hoàn toàn không có phủ định. Nhưng mà thường thì tri thức chúng ta cũng có dính đến phủ định. Vậy thì chúng ta làm sao? Thì các bạn như vậy phải biến đổi tương đương nó về dạng hoàn. Chúng ta làm được trong đa số tình huống. Tuy nhiên một số tình huống khó thì một cách thông thường các bạn không có biến đổi về dạng hoang được. Thì khi đó chúng ta sẽ có một số cái cách khác nhau để làm trong bộ lọc. Thì thực ra ha, cái bộ lọc mà chúng ta làm ở đây nó không chỉ đơn thuần là logic hoang, mà nó là mở rộng của logic hoang. Nó không phải là logic vị từ, nhưng nó là mở rộng của logic hoàn. Cụ thể nó cũng cho phép làm việc với phủ định. Nhưng mà ở một cái mức không đủ tổng quát, và cái ngữ nghĩa, cái kết quả ra nó có vài cái giả định trên đó. Chứ không phải. Thì ở đây chúng ta cũng không có thời gian, cho nên chúng ta không không thể đến một cái chủ đề rất quan trọng, đó là phủ định ha, phủ định trong block được. Thì cơ bản cái bài tập tôi ra thì sẽ không có phủ định, và nếu có thì các bạn dễ dàng biến đổi nó thành dạng không có phủ định, và chúng ta hy vọng rằng nó là dạng hoang ha. Và nếu biến đổi khó quá thì chúng ta tạm thời chấp nhận rằng chúng ta không làm được trên block ha. Và dĩ nhiên là ở đây lý do là chúng ta chỉ có 1-2 bữa để học về blog thôi. Còn lại nếu chúng ta học blog đầy đủ thì chúng ta sẽ làm được hết ha. Cái câu số 2 thì tôi cho sẵn cái chương trình blog rồi. Và đây là một cái chương trình cực kỳ đơn giản, bởi vì các câu nó đều là sự kiện. Luật thì nó rắc rối hơn ha. Chứ còn lại cái dạng sự kiện thì cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, tất cả các sự kiện của chúng ta nó đều là sự kiện cụ thể, tức là nó không có chưa biến. Thì ở đây các bạn có thể hiểu cái vị từ mother này cho cái quan hệ là mẹ ha. Trong đó cái ngôi thứ nhất sẽ là mẹ của ngôi thứ hai. Ví dụ chúng ta viết mother Anne Henry như thế này thì nghĩa là Anne là mẹ của Henry.
Dĩ nhiên cái điều đó là tự chúng ta thống nhất. Để làm gì? Để khi chúng ta thực hiện những cái truy vấn thì từ kết quả trả lời của blog chúng ta sẽ áp cái diễn giải đó lên và chúng ta đưa ra câu trả lời. Chứ còn blog nó không có hiểu cái modern hay cái là mẹ hay cái father này là cha, nó không hiểu được cái chuyện đó. Ha. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thống nhất như vậy, bởi vì tôi là người đưa ra cái chương trình này. Như vậy thì cái diễn giải tôi đã dùng đó nó phải thống nhất với cái người xài chương trình này. Thì toàn bộ cái câu 2 này là xoay quanh cái người xài chương trình, tức là người đưa ra truy vấn, thực hiện truy vấn và diễn giải lại cái kết quả từ bộ lọc. Câu 2 các bạn làm cố định trên cái chương trình này. Như vậy các bạn không có liên quan gì đến người viết code, viết chương trình hết. Chúng ta là người xài cái chương trình đó, rồi các bạn phải đưa ra cái truy vấn và suy diễn cái truy vấn đó. Thì dĩ nhiên như vậy các bạn sẽ phải dựa trên cái diễn giải đó. Và lưu ý rằng các bạn không có bổ sung gì thêm vào trong cái chương trình này. Chương trình này cố định rồi. Đây là toàn bộ cái tri thức được có về cái thế giới thu nhỏ này. Ha, thế giới thu nhỏ này. Rồi còn lại những cái gì đó thì các bạn phải tự chế biến nó theo cái đó. Tức là chúng ta ở đây chỉ có quan hệ là gì, là mẹ và là cha, và cũng dựa trên giả thuyết thế giới đóng. Các bạn lưu ý ha, những ai là cha của ai, ai là mẹ của ai thì chúng ta nêu hết ra đây rồi. Nó đóng như thế này, nghĩa là gì? Nghĩa là không nêu thì không phải. Chẳng hạn chúng ta có An mẹ Henry, ở đây chúng ta có An là mẹ của Mary, và chúng ta tìm nữa thì không thấy An là mẹ của ai hết nữa. Chúng ta thấy như vậy có thể rằng dựa trên giả thuyết thế giới đóng thì chúng ta kết luận là gì? An có đúng hai người con là Henry và Mary. Hay nói cách khác là gì? An không phải là mẹ của Jane, cũng không phải là mẹ của Matt, hay là nói chung rằng An không phải là mẹ của bất kỳ ai ngoại trừ hai cái người đó. Đó là do cái giả thuyết về thế giới đó. Còn nếu không có giả thuyết đó thì chúng ta không biết được rằng An có phải là mẹ của ai nữa hay không. Ha. Những cái gì được nêu đây là đầy đủ, tức là có là đã nêu, không có nghĩa là không, không nêu nghĩa là không có. Ha. Và dựa trên cái giả thuyết đó thì chúng ta sẽ có được những cái diễn giải nó xa hơn nữa. So với cái chuyện đơn giản là gì? Khi bộ lốc trả lời ra thì câu trả lời của nó là hệ quả hay không là hệ quả. Ha. Thì lưu ý rằng khi bộ lốc trả lời, câu trả lời luôn luôn rằng chắc chắn, tức là gì? Nó trả lời true nghĩa là hệ quả logic, và false nghĩa là không phải là hệ quả logic. Tuy nhiên thường chúng ta không dừng ở đó, chúng ta sẽ diễn giải sâu hơn. Thì bằng cách dựa vào giả thuyết thế giới đóng thì cái mà là false đó, tức là không là hệ quả, thì chúng ta có thể xem rằng nó không phải, tức là nó sai. À, chẳng hạn nếu các bạn truy vấn rằng An có phải là mẹ của Mark hay không, thì blog sẽ trả lời rằng false, và câu trả lời của blog phải hiểu rằng là gì? An là mẹ của Mark, không phải là hệ quả của cơ sở tri thức này. Điều đó đúng ha, chắc chắn đúng. Bởi vì sao? Bởi vì từ đây không có thể suy ra được An là những câu này đúng, thì cái câu An là mẹ của Mark không chắc đúng. Thì câu trả lời của blog phone đó là hoàn toàn chính xác, nhưng theo nghĩa là gì? Nó không là hiệu quả logic. Tuy nhiên dựa theo cái giả thuyết thế giới đóng nữa thì chúng ta kết luận rằng An không phải là mẹ của Harry. Lưu ý phone nghĩa là không phải là hệ quả logic, nhưng mà chúng ta có thể diễn giải lại là An không phải là mẹ, tức là cái câu An là mẹ của Matt đó là sai. Rồi ở đây chúng ta cũng sẽ thấy nhiều cái quan hệ khác nữa ha, ví dụ ông nội ông ngoại, rồi vợ chồng, rồi thậm chí cái tính chất là nữ vân vân gì đó. Thì ở đây nó không có được nêu cụ thể trong cái cơ sở tri thức này. Tuy nhiên những cái đó chúng ta có thể viết lại xoay quanh những cái tri thức này.
À, theo anh cái quan hệ là mẹ hay là ông à, là cha ha, chẳng hạn bà ngoại nghĩa là mẹ của mẹ đó, những cái thứ như vậy vân vân thì các bạn sẽ phải 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 biết. Bây giờ đó thì nó cần cái diễn giải thông thường ở đây ha. Thì như vậy tôi nhắc lại, cái chương trình này nó cố định, các bạn không sửa, các bạn sẽ thực hiện cái truy vấn cho phù hợp và diễn giải lại cái kết quả của blog để trả lời. Và để có những cái truy vấn phù hợp đó thì lưu ý cái diễn giải ở đây là cho cái thế giới thông thường, những cái hàng này là cho các đối tượng người. Chúng ta có thể xem đây là một cái tập người nho nhỏ ha. Và cái quan hệ à, cái vị từ mother là cho quan hệ là mẹ, và father là cho quan hệ là cha. Như vậy cái câu 1 này nè, bạn bạn Thanh Sang có hỏi về cách trình bày, thì ở đây tôi đã có cái nốt chỗ này ha. Thì công việc của các bạn như vậy nên là gì? Các bạn viết lại, tức là cái các bạn phải đưa ra cái chương trình vlog, các bạn phải gõ cái gì ở đây, gõ cái gì ở đây, thì để dẫn đến cái đó thì các bạn nên trình bày rõ là những cái câu này các bạn sẽ viết lại bằng logic vị từ như thế nào. Và trước khi làm điều đó thì lưu ý rằng cái điều quan trọng là các bạn phải chọn cái diễn giải. Nhắc lại ha, bữa trước chúng ta đã làm cái này khá kỹ. Các bạn phải chọn cái diễn giải. Ở đây tôi không có đưa ra cái diễn giải gì hết, tức là tôi không có chọn ra những cái tính chất, những cái quan hệ nào làm chính. Tôi cũng thậm chí không chọn cái miền phát biểu. Tôi cũng không nêu ra là cái ký hiệu đó là cho cái gì, vị từ là cho cái hàm nào, cho cái tính chất, cho cái quan hệ nào vân vân. Các bạn phải tự chọn cái đó. Thì nếu các bạn chọn khéo thì nó sẽ vừa đủ chi tiết để chúng ta có thể suy diễn được đó, nhưng nó cũng không quá chi tiết để làm cho cái cơ sở tri thức và cái câu truy vấn của chúng ta nó trở nên phức tạp. Thì các bạn chọn cho khéo. Chọn xong rồi chúng ta viết các câu lại thành câu logic vị từ, sau đó chuyển nó thành logic hon. Thực ra thì đa số đều ở dạng logic hon rồi, có thể một câu nào đó ha nó không ở dạng logic hon thì các bạn phải biến đổi tương đương hay là bằng cái cách gì đó, thủ thuật nào đó để đưa nó về dạng logic hon. Sau khi nó ra dạng logic hon rồi, các bạn viết lại theo cú pháp của blog và như biết đúng đầy đủ, có thể gõ ở đây cụ thể ha. Và sau đó các bạn đưa ra cái câu truy vấn ha, đưa ra câu truy vấn là cái các bạn phải gõ ở đây. Sau đó các bạn chạy thử trong blog, nhấn enter thì các bạn xem thử blog báo ra gì, true hay false, nếu có biến thì nó thế nào đó vân vân. Và dựa trên cái kết quả trả lời của blog đó, các bạn sẽ phải trả lời lại là cái suy luận đó đúng hay sai. Bữa trước hình như tôi đã làm khá kỹ cái đó và có cái ví dụ về cái suy luận Socrates là người ha, mọi người ai cũng phải chết, vậy thì Socrates phải chết. Các bạn coi thêm lại cái bữa làm trước thì trong đó làm khá kỹ. Ở cái câu 3 thì các bạn làm hai nhiệm vụ. Câu A thì các bạn sẽ phải bổ sung vào trong cái chương trình này, nghĩa là các bạn đóng vai trò của người viết chương trình. Tuy nhiên cái chương trình là đã có và các bạn bổ sung thêm vào thôi ha, bổ sung thêm vào. Thì thường đó là cái mà các bạn sẽ hay gặp. Chúng ta có những cái chương trình mà sau đó các bạn cải tiến, thì thực ra cái việc bổ sung thêm đó ở đây chúng ta có thể hiểu là gì, trong cái ngữ cảnh của logic là gì, chúng ta có một cái cơ sở tri thức với những cái khám phá ban đầu như thế này. Mỗi câu là một cái hiểu biết của chúng ta về cái thế giới đó, tức là một cái tri thức mà chúng ta biết về thế giới đó. Thì
cái hiểu biết đó có thể rằng nó không bao giờ đóng, nó không đóng. Em nghĩ là có thể chúng ta sẽ khám phá thêm những cái điều mới. Lưu ý những cái điều mới đó thực sự là mới, tức là những cái gì là hệ quả của cái này nó không phải là mới. Chẳng hạn chúng ta khám phá ra là gì, Henry là con của An chẳng hạn, thì nó không có gì mới hết, bởi vì chúng ta đã biết An là mẹ của Henry. Hay là chẳng hạn chúng ta có nè, An là mẹ của Mary, Mary là mẹ của Bill, vậy thì cái tri thức là gì, An là bà ngoại của Bill. Nó không có gì mới, mặc dù nó không neo ở đây nha, ở đây không hoàn toàn không có neo, nhưng mà nó không phải là tri thức mới, đó chẳng qua là cái hệ quả của cái cơ sở tri thức này, nó không phải là tri thức mới ha. Tuy nhiên thường thì chúng ta sẽ khám phá những cái tri thức mới, và khi đó chúng ta sẽ phải bổ sung cái tri thức mới vào trong cái cơ sở tri thức này. Thì đó là cái tình huống mà chúng ta gặp ở trong câu 3. Thực ra thì chúng ta đôi khi cái tri thức mới đó nó cũng không không phải hoàn toàn mới theo nghĩa tôi vừa nói, mà nó cung cấp cái sự tiện lợi nào đó ha. Chẳng hạn ví dụ trong toán các bạn hay gặp cái điều đó, nhất là trong những cái gọi là định nghĩa. Thì thật ra trong toán thường thì nó xuất phát từ một cái này nào đó với những cái khái niệm không định nghĩa được, với những cái tiền đề mà nó hay gọi là tiên đề không chứng minh, chỉ được giả sử đúng, và sau đó cái hệ thống toán nó sẽ được suy diễn trên đó. Chẳng hạn chúng ta có cái hình học Euclid chẳng hạn, chúng ta có những cái khái niệm trên đó, tức là những cái đối tượng mà chúng ta làm việc là không định nghĩa được, chẳng hạn điểm, đường, đoạn, mặt phẳng, tia, các thứ, những cái thứ đó không không định nghĩa được. Thì đây cũng vậy, chúng ta sẽ làm việc với một tập đối tượng nào đó và chúng ta không không có định nghĩa được những cái đó. Rồi chúng ta xuất phát từ những cái mệnh đề được giả sử đúng, nó gọi là những cái tiên đề, và trong ngữ cảnh này có thể là đây. Rồi sau đó chúng ta toàn bộ cái công việc của chúng ta là suy diễn từ những cái tiền đề trên những cái đối tượng không được định nghĩa đó, những cái tiền đề thì không được chứng minh mà giả sử đúng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy đôi khi nó để cho tiện lợi mọi thứ đều có thể quanh về điểm rồi đường rồi những cái tiền đề, tức là những đầy đủ ở đây. Tuy nhiên đôi khi tiện lợi người ta sẽ đưa ra những cái khái niệm mới dựa trên những khái niệm cũ và những cái tiên đề. Thì cái khái niệm mới đó được như vậy, được gọi là được định nghĩa dựa trên những cái khái niệm không định nghĩa được và những cái tiên đề không chứng minh được. Thì thực ra cái định nghĩa đó chẳng qua là gì, là cái cách để chúng ta gọi cho nó ngắn gọn thôi. Chẳng hạn như vậy. Thì ở đây chẳng hạn chúng ta có cái tương tự như vậy, đó là gì, đó là cái quan hệ là con. Chúng ta có cái quan hệ là con thì thực ra là con nó không là cái gì mới, bởi vì chúng ta có Henry là con của An, bởi vì An là mẹ của Henry. Thay vì chúng ta có Mary là con của John, bởi vì sao, bởi vì John là cha của Mary. Thì tóm lại rằng ở đây cái quan hệ là mẹ là cha không định nghĩa được, không được định nghĩa, không thể định nghĩa đó là cái nền bên dưới. Cái quan hệ là con đó thì được định nghĩa dựa trên quan hệ là mẹ và cha. Cụ thể là gì? A là con của B khi B là mẹ của A hoặc là cha của A. Tức là nếu B là mẹ của A hoặc B là cha của A, vậy thì A là con của B.
Như vậy chúng ta tạm gọi rằng cái quan hệ là con nó được định nghĩa dựa trên cái quan hệ là mẹ và là cha. Thì về nguyên tắc sau này chẳng hạn chúng ta không cần phải đưa ra cái định nghĩa đó, mà hễ là con thì chúng ta cứ là mẹ, người kia là mẹ hoặc là cha. Nhưng mà như vậy nó rất dài dòng. Và như vậy các bạn thấy sẽ có một số cái quan hệ mà nó được định nghĩa dựa trên những cái quan hệ đã cho mà không được định nghĩa đó, và nó khá dài dòng. Thì thay vì như vậy chúng ta đặt tên cho nó, hay là chúng ta đưa ra quan hệ. Như vậy chẳng hạn sau khi chúng ta định nghĩa là con là gì, thì từ đây trở đi chúng ta chỉ đơn giản nói rằng X là con của Y, mà không cần phải nói rằng Y là cha của Y hoặc Y là mẹ của Y. À, đó chính là cái định nghĩa. Rồi mà chúng ta đã thấy trong toán các thứ vân vân ha. Thì tóm lại chúng ta sẽ định nghĩa vị từ cha thông qua hai cái vị từ mother và father, hay là định nghĩa cái quan hệ con thông qua kia. Thì làm sao chúng ta định nghĩa được? À, thì ở đây cái quan hệ là con này nó tham gia giữa hai đối tượng. Thì X là con của Y ha, khi Y là con X, khi Y là mẹ của Y hoặc Y là cha của Y, coi như tôi đã cho cái tri thức đó rồi. Còn bình thường các bạn thấy đó, để định nghĩa những cái như vậy thì các bạn cần cái tri thức của cái thế giới đó. Ở đây nó có cái vấn đề của cái chữ hoặc này. Tuy không ngại cho sẵn nha, công việc sau này của các bạn á là các bạn sẽ phải khám phá những cái này. Tôi muốn định nghĩa cái quan hệ này, thì các bạn phải khám phá rằng như vậy tôi có thể định nghĩa nó dựa trên những cái quan hệ đã có sẵn trước đó, tạm gọi là quan hệ cơ bản hơn đó, như thế nào. Thì các bạn phải khám phá cái đó, và thường nó sẽ là kỷ lục, nó là nếu thì. Chẳng hạn ở đây X là con của Y, nếu Y là cha X hoặc Y là mẹ, nó là nếu thì đó, cho nên nó là luật. Tuy nhiên ở đây không phải là luật hôn, bởi vì nó có cái chữ hoặc này. Nếu Y là cha X và Y là mẹ X thì Y là con Y, vậy thì quá tốt rồi. Nó là luật hôn điển hình, có chữ và ha, nhưng mà nó là hoặc. Tuy nhiên cái hoặc này các bạn có thể biến đổi và đưa nó về dạng hôn được. Nhà thì các bạn cũng coi thêm em bút để xử lý cái dấu hoặc đó. Và như vậy chúng ta có thể đưa nó về dạng hôn, và như vậy là viết được trong bộ lớp. Thì sau đó các bạn viết vào trong cái cơ sở tri thức này. Thì sau khi chúng ta có thêm hai cái đó thì tạm gọi rằng chúng ta có tri thức mới. Thực ra nó không là mới gì hết, mà có thể xem là gì, một cái chữ để tiện lợi ha, tiện lợi thôi. Chẳng hạn chúng ta hay gọi, ví dụ như là cái tính chất là gì, là con cả hay là con đầu, thì nghĩa là gì? X là con cả nghĩa là gì? X sẽ là con của Y nào đó, và X sẽ là lớn nhất trong tất cả các con của Y. Đại khái nó vậy, và các bạn nghe nó rất rất dài dòng. Nếu mà chúng ta thường xuyên làm việc với cái tính chất đó, vậy thì chúng ta đặt tên cho cái tính chất đó là con cả, với cái định nghĩa dựa trên những cái quan hệ, những cái tính chất cơ bản hơn đó là gì, là con, rồi lớn hơn về tuổi gì đó cũng vâng ha, đại khái vậy. Trong cái câu B thì các bạn sẽ đóng cái vai trò người dùng ha. Sau khi các bạn thêm những cái câu đó vào trong cái cơ sở tri thức rồi thì các bạn sẽ đưa ra cái tri vấn để trả lời cái câu hỏi này. Vậy thì ở đây các bạn thấy cái bối cảnh ta nó sẽ hơi khác đi so với cái bài toán nguyên thủy của vlog là gì, là suy diễn. Thế mà suy diễn là các bạn cứ đưa cơ sở tri thức, đưa câu kết luận, hỏi có là hệ quả. Còn bây giờ chúng ta nhìn nó khác đi là gì, tôi có một cái mô tả về một cái thế giới nào đó, sau đó tôi hỏi thêm tri thức hay là thông tin trên cái thế giới đó. Nó có vẻ khác, nhưng mà thực ra nó cũng là bài toán suy diễn thôi. Cụ thể là gì, tôi biết rằng ai đó là mẹ của ai đó là cha của ai đó. Và sau đó tôi hỏi, tôi muốn biết rằng
Ai là anh chị em ruột với lại Mark? Chị nghe có vẻ không có liên quan gì đến suy diễn các thứ, mà nó đúng như cái kiểu hỏi đáp thông thường. Và do đó cái câu mà cái luận đó nó hay gọi là câu câu truy vấn là như vậy. Mặc dù nó là câu khẳng định, nhưng mà chúng ta hay dùng nó với cái mục đích khám phá cái tri thức. Cái khẳng định nó có đúng hay không? Hỏi ở đây thực ra là đúng hay không, chứ không phải là cái câu hỏi. Tuy nhiên chúng ta có thể đưa đại khái nó về cái dạng như vậy ha. Đó là cái ý của cái câu 3. Còn trong cái câu 4 thì các bạn sẽ làm việc với cái số học trong block ha, số học trong block. Chúng ta cần cũng vậy, bài toán cái công việc chúng ta như vậy, đó là gì? Khi chúng ta làm việc với số học trong block thì các bạn lưu ý rằng block đã có các con số nguyên và số thực, không có định nghĩa được ha. Các bạn cứ lấy ra xài con số trừ 3, trừ 2 là những con số nguyên, con số 2 tới 1 các thứ, đó là những cái đối tượng chúng ta không định nghĩa, cũng giống như điểm, đường, mặt phẳng các thứ. Các bạn cũng được cho những cái tính chất, những cái quan hệ cũng không định nghĩa. Thực ra nó có định nghĩa nhưng mà là chuyện của người ta. Đại khái là chúng ta có sẵn một cái thế giới, các đối tượng đó có sẵn các tính chất quan hệ gì đó. Chẳng hạn cái quan hệ lớn hơn ha, số này lớn hơn số kia, block đã có sẵn rồi bằng cái dấu lớn hơn. À, hay là bằng, tức là số nào đó là tổng của hai số nào, những cái tên, những cái hàm cộng trừ nhân chia cũng được định nghĩa sẵn rồi. Chúng ta có sẵn những cái đó. Công việc của các bạn như vậy là dựa trên những cái đó chúng ta định nghĩa những cái tính chất và những cái quan hệ mới. À, những cái tính chất và những quan hệ mới. À, chẳng hạn tôi định nghĩa cái tính chất là gì, là số lớn chẳng hạn. Trên tập số nguyên nha, trên tập số nguyên thì chúng ta có thể có rất nhiều tính chất khác nhau, chẳng hạn số chẵn, số lẻ, số âm, số dương, là những cái thứ mà tôi yêu cầu các bạn làm ở đây này kia. Không, không? Câu 4 này cực kỳ dễ ha, toàn bộ bài tập này không có vấn đề gì. Tôi lưu ý rằng cái bài tập này không phải để đánh đố các bạn, cái bài tập này để cho điểm. Và cái thứ hai là quan trọng hơn, đó là để các bạn nắm rõ block hơn ha, chúng ta làm quen block để chúng ta có thể làm sâu hơn block trong cái bài tập sau. Và dĩ nhiên cái bài tập sau nó mới được gọi là bài tập cơ bản, chứ không phải là bài tập khó ha. Bài tập sau mới chỉ là, có thể nói rằng cái bài tập đầu tiên về block ha. Và nếu chúng ta học đầy đủ về block thì chúng ta còn có khoảng 9-10 bài tập gì đó sau nữa, nếu mà tôi làm thành những cái bài tập lớn như vậy ha, chứ không phải. Cái mục tiêu chính là như vậy. Cho nên những câu này cực kỳ dễ. Chẳng hạn chúng ta có một cái tính chất như là số số lớn chẳng hạn. Đây là cái tính chất mà có thể hình dung trong cái ngôn ngữ đời thường thông thường là chúng ta hay nói về cái số số đó số lớn vậy, số đó số nhỏ vậy. Nếu mà số dương không âm chẳng hạn thì chúng ta hay nói về số lượng ha, thì số lượng lớn, số lượng nhỏ. À, chẳng hạn mấy chục là nhỏ, mấy trăm là nhỏ, mấy triệu, mấy tỷ gì đó là lớn. Dĩ nhiên cái tính chất lớn nhỏ đó nó rất mơ hồ, nó không cụ thể. Và thường trong cái ngữ cảnh khác nhau, một con số có thể nó nhỏ trong ngữ cảnh này nhưng số trong ngữ cảnh kia thì nó lớn, đúng không? À, thì cái vấn đề rằng cái gọi là số lớn đó, tính chất đó nó không có sẵn trong cái thế giới của chúng ta, thế giới các con số nguyên với những cái tính chất, cái hàm, những cái quan hệ đã được định nghĩa sẵn trong block rồi, các bạn biết về phần số rồi ha, thì chúng ta sẽ định nghĩa cái tính chất này. Vậy thì chẳng hạn tôi nói một số nó là lớn nếu số đó nó từ 1 triệu trở lên thì tôi gọi nó là lớn, lớn bằng 1 triệu. Một triệu là 6 con số 0 đó.
Ở đây cụ thể ha, tôi gọi là số lớn là số mà lớn hơn bằng 1 triệu hay là từ 1 triệu trở lên thì tôi gọi là số lớn. À, vậy thì chúng ta định nghĩa nó trong blog bằng cái luật như thế này. À, công việc của chúng ta cũng vậy, định nghĩa một cái tính chất dựa trên những cái tính chất, những cái quan hệ, những cái hàm, những cái gì đó đã có trong cái thế giới ban đầu. Thì các bạn phải khám phá cho ra cái tri thức của cái quan hệ này, cái tính chất này dựa trên những cái. Vậy thì một số được gọi là lớn khi nào? Khi nó lớn bằng 10 ngàn. Hay nói cách khác là nếu chúng ta viết thành cái định nghĩa thì là gì? À, số ít được gọi là số lớn, kiểu như dân toán đó hay đó. À, khi và chỉ khi ít lớn hơn bằng 10 ngàn. Thì cái khi và chỉ khi trong toán mà được gọi là định nghĩa thường nó hai chiều, nó thường nó hai chiều ha. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ làm một chiều thôi. Rồi cái chuyện hai chiều đầy đủ thì chúng ta sẽ là cái chuyện nâng cao nữa, chúng ta không bàn ở đây. Thì tóm lại là chúng ta dùng một chiều, tức là nếu thì trong cái phần thì là cái phần chúng ta cần định nghĩa như thế nào, nếu như thế nào thì được gọi là số lớn. Còn cái phần nếu là cái phần chúng ta dùng để định nghĩa, mà viết trong blog nó thành luật thì nó lật ngược lại. Cái phần thì nè, phần cần định nghĩa là chúng ta để viết trước và để bên trái cái dấu kéo theo ngược này. Còn phần nếu là chúng ta để bên này. Phần thì là cái chúng ta cần định nghĩa rồi. Còn phần nếu thì sao? Phần nếu là cái mà chúng ta đã có, tức là dùng những cái gì đã có. Cụ thể ở đây tôi dùng cái gì? Dùng một cái đối tượng đã có là 1 triệu này nè. Tôi dùng cái quan hệ lớn hơn bằng đã có luôn. Vậy hỏi 1 triệu là gì? Tôi không không định nghĩa được nha. Hỏi lớn hơn bằng là gì? Thì tôi cũng không định nghĩa được. Ở đây nó có sẵn rồi. Được cho ha. Vậy thì tóm lại tôi vừa định nghĩa xong cái tính chất gọi là số lớn bằng cái tri thức đơn giản. Thì ở đây cực kỳ đơn giản, nhưng mà thường các bạn phải dùng nhiều tri thức, tức là các bạn viết nhiều luật, nhiều sự kiện, và cái phần nếu này nó rất phức tạp, nó có và nhiều vô. Rồi sau đó các bạn Cành Xuân, bây giờ tôi hỏi chẳng hạn, à, số 10 có phải là số lớn không? Câu trả lời là phone, các bạn thấy. Tôi hỏi rằng số rất bự như thế này, tôi cũng không biết là bao nhiêu, thì nó là số lớn, nó là true nè. Ở đây lưu ý cái version này báo true như thế này. Như vậy chúng ta vừa đại khái rằng định nghĩa một cái tính chất là số lớn, đó không phải là cái gì mới hết ha. Thì thật ra nó rất đơn giản là lớn bằng, tức là những cái dựa trên những cái đó có. Tuy nhiên thì nếu mà cái này chúng ta hay dùng, cái tính chất này hay dùng, và thì nếu nó phức tạp nữa, vậy thì chúng ta nên định nghĩa kiểu như dân toán nó vẫn hay là định nghĩa chẳng qua là cái cách để chúng ta nói cho nó gọn thôi. À, à, có bạn nói rằng về sao nó đơn giản quá vậy, và có lẽ các bạn cũng làm được những cái câu này rồi, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên thì cũng cái chuyện đó thôi ha, nó trở nên cực kỳ phức tạp cũng có. Chẳng hạn các bạn thử định nghĩa giùm tôi cái tính chất là số nguyên tố. À, tính chất là số lớn thì quá dễ, lớn hơn 1 triệu. À, số chẵn, số lẻ, số âm, số dương, số top ten gì đó nên nó quá đơn giản. À, bây giờ chẳng hạn trước khi hỏi câu này nó khó quá, tôi hỏi rằng chúng ta kiểm giùm tôi cái tính chất là số chín phương đi. Một số được gọi là số chín phương khi nào? Khi nó là bình phương của một số nào đó. Thì
tôi cũng như vậy đã cung cấp sẵn cái tri thức luôn. Thực ra cái định nghĩa trong toán thì dĩ nhiên người ta đã neo định nghĩa. Và các bạn lưu ý rằng tại sao gọi là chính phương, cái chữ chính phương đó, cái chữ chính phương đó, bản thân cái chữ đó là một cái lựa chọn. Tôi có thể gọi là lập phương mỹ, dĩ nhiên cái chữ nó có cái ý nghĩa này kia, nhưng mà trong toán, trong logic nó chẳng qua là một ký hiệu thôi, tức là một cái vị từ mới. Vấn đề là cái nội hàm của nó, tức là tại sao nó lại là chính phương. Còn lại bản thân cái chữ chính phương đó, thì chẳng hạn tôi dùng cái chữ CB chẳng hạn, hay là tôi ghi đủ luôn là chính phương, còn không các bạn dùng tiếng Anh hay cái gì đó, hay là trong blog nó đơn giản là một ký hiệu chữ C chẳng hạn, vị từ trên C. Nhưng mà vấn đề là cái số x được gọi là C hay được gọi là chính phương khi nào? Thì cái đó nó quan trọng, tức là cái bên phải chúng ta biết. Cho nên những cái ký hiệu, vị từ các thứ nó không quan trọng. Thì ở đây tôi nhắc lại, tôi cũng cung cấp sẵn ha. X là số chính phương khi nó là bình phương của số y nào đó. Chúng ta đừng làm trên tập số nguyên nha, miền phát biểu chúng ta là số nguyên, không nói về số thực. Ý là số chính phương khi nó là bình phương của số y nào đó. Vậy thì chẳng hạn số 4 là số chính phương, bởi vì nó là bình phương của 2, 2 bình phương bằng 4. Số 5 không phải là số chính phương, không có số nguyên nào mà bình phương lên thành 5 được. Số 6 cũng vậy, số 7 cũng vậy, nhưng số 8 cũng vậy ha. Nhưng mà số 9 là số chính phương. Thì làm sao các bạn định nghĩa số chính phương ở đây? Nó sẽ khó hơn. Tuy nhiên cái công việc sau này các bạn cũng sẽ thấy. Và thực ra toàn bộ cái toán ta nó phức tạp kiểu gì nó cũng đều như vậy nha. Bây giờ ha, nói chung rằng cái cách thức mà toán nó phát triển là dựa trên cái giống như mà chúng ta đang làm trong bộ lọc. Đó là dựa trên cái những cái tiền đề ha. Tức là hệ thống của chúng ta sẽ có, chúng ta nó bàn luận về cái gì đó ha. Thì đầu tiên sẽ là miền phát biểu là gì, những cái đối tượng nó không định nghĩa được. Dĩ nhiên một số đối tượng được định nghĩa dựa trên những đối tượng khác, thì đó là những cái đối tượng phức. Chẳng hạn điểm là không định nghĩa được, nhưng đoạn là định nghĩa được. Đoạn chẳng qua là cặp điểm. Như vậy đoạn thẳng là một cái hàm của hai điểm, nhận hai điểm trả về đoạn. Như vậy đoạn là đối tượng định nghĩa được, nhưng mà điểm thì không. Và chúng ta định nghĩa nó bằng cái gì? Bằng những cái hàm, tức là những cái đối tượng phức đó. Một đoạn là gồm hai điểm, đoạn được xác định bởi hai điểm. Tuy nhiên đường thẳng thì không định nghĩa được, không cách gì định nghĩa được đường thẳng dựa trên điểm hết. Nên nó là dãy vô số các điểm, mà vô số kiểu gì chỗ này các bạn không thể ghi hết ra các thứ mà cho nên đến điểm đoạn đường thẳng thì chúng ta không định nghĩa được, hay là mặt phẳng cũng vậy. Nhưng mà một số cái đối tượng thì được định nghĩa được dựa trên những cái đối tượng kia bằng cách dùng hàm. Rồi chúng ta có những cái mệnh đề đúng không định nghĩa được, tức là những cái tiên đề. Đó là những ví dụ tiên đề Euclid. Thậm chí có một cái tiên đề nổi tiếng, tiên đề số 5 hay bao nhiêu đó, nói rằng là gì? Đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng thì chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với cái đường thẳng đó. Dĩ nhiên là chúng ta đều nói về hình học phẳng ha, hình học phẳng. Vậy thì cái tiên đề đó đúng hay sai? Không thể nói rằng đúng hay sai ha. Đó là thứ chúng ta giả định rằng đúng. Và thực ra nó có thể đúng, có thể sai cũng được. Chúng ta có những cái hình học phi Euclid là giả sử rằng cái tiền đề đó sai. Và vấn đề là đại khái cái mô hình chúng ta làm việc là gì? Chúng ta có thế giới bao gồm những cái đối tượng không định nghĩa được và những đối tượng định nghĩa dựa trên những cái đối tượng không định nghĩa được, những cái đối tượng cơ sở. Chúng ta có những cái tri thức được giả định đúng, tức là những cái tiền đề hay tiền đề mà không có nói rằng, không có đi chứng minh rằng nó đúng hay sai, không chứng minh được, chúng ta giả sử nó như vậy. Còn lại mọi thứ khác sẽ xoay quanh nó.
được định nghĩa dựa trên nó, hay là được rút ra từ nó, tức là suy diễn từ nó, v.v. Rồi chỗ này tôi làm cái này để các bạn thấy nó không phải là cái khó nha. Ý là số chín phương khi nó là bình phương của số y nào đó. Vậy thì chúng ta viết lại nó như thế này. Tôi chỉ dùng một chiều thôi để nó thành nếu thì, và các bạn lưu ý chỗ này này. Cái trong toán nó định nghĩa thì nó sẽ là khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi nghĩa là gì? À, tôi gọi số 3 là số chín phương. À, xin lỗi, số 9 là số chín phương. Là bởi vì nó là bình phương của bà. Tôi gọi số 8 là số chín phương. À, xin lỗi, không là số chín phương. Bởi vì sao? Bởi vì nó không là bình phương của con số nào. Thì chúng ta có được cái số 8 không là bởi vì nó có hai chiều như vậy. Ở đây chúng ta nêu một chiều, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ được cả hai chiều theo một cái lý do nó cũng khá bí ẩn, là chúng ta không có thời gian để làm nhiều. Nhưng mà mọi thứ này nó người ta đều làm lý thuyết tốt hết rồi ha. Cho nên đây tóm lại chúng ta sẽ viết lại nó thành như thế này. Nếu y x là bình phương của y thì x là số chín phương. Tôi đưa về nếu thì nè. Đó không? Thì ở đây chúng ta có x y là nói như thế này, nó chưa phải là câu, nó còn mơ hồ. Thực ra chúng ta phải gán lượng từ cho nó mới đã thành câu được. Vậy thì x này là đi với mọi hay tồn tại, y này đi tồn tại hay với mọi? À, thì tùy theo cách các bạn viết. Nếu mà chúng ta để bên ngoài cùng chỗ này thì nó sẽ là gì? Với mọi x với mọi y. Rồi, nếu x là bình phương của y, viết làm sao? X bằng bình phương của. Mà bình phương của thì nó là gì? Chính là nhân lên thôi. Nhân với chính nó là bình phương của. Chúng ta không có hàm bình phương của. Các bạn có thể viết nó ra, tuy nhiên thì không nên dạy. Bình phương của x chính là x nhân x thôi. À, các bạn lưu ý rằng bình phương của x là một hàm. Bình phương của 2 là 4, bình phương của 3 là 9. Nó là hàm nha, vì nó là đối tượng. Trong khi chín phương nó là tính chất, 9 là chín phương, đúng. 8 là chín phương, sai. Hay nói khác là 8 không chín phương. 9 chín phương. Còn lại bình phương nó là một hàm. Bình phương của 2 là 4, bình phương của 4 là 16, bình phương của 3 là 9. Vậy thì hai đối tượng nó bằng nhau thì chính là dùng dấu bằng này, tôi biết đúng kiểu của logic vị từ ha. Này với mọi x với mọi y, x là sẽ bằng gọi y bình phương thì gì, thì x là chín phương. Hay nói cách khác, viết theo kiểu logic vị từ này đó, chín phương là vị từ mô tả cho tính chất là số chín phương đó, hay tôi ghi gọn là chữ CB đi. Với diễn giải là gì? CB tức là tính chất là số chín phương. À, rồi bây giờ chúng ta viết lại trong block. Vậy thì lật ngược cái dấu đó lại, và bởi với mọi bỏ hai cái này thì chúng ta có là gì? X chín phương nếu chúng ta đọc ngược lại ha. X là số chín phương nếu gì? Nếu x là bình phương của số y. Alo, có vấn đề gì hả?
Alo, các bạn vào lại thử xem ha. Mọi người nghe rõ và thấy rõ là chưa? Alo. Là mình tiếp tục ha, sorry mọi người, nó hình như rớt mạng hay sao á. Trời, trở lại cái chỗ này, vì tôi lẽ ra chúng ta sẽ làm nó trong cái phần sau ha. Tuy nhiên ở đây thì sẵn cái chỗ này để chúng ta thấy cái ý chính ha, cái công việc chúng ta. Tóm lại là chúng ta được cho sẵn những cái gì đó, bao gồm những cái đối tượng và những cái mệnh đề, hay là những cái tri thức mà chúng ta giả sử đúng, nó còn gọi là các tiền đề, hay trong toán nó gọi là các tiền đề. Thì sau đó chúng ta làm việc quanh cái được cho đó, thì nó bao gồm định nghĩa những cái đối tượng mới và đưa ra những cái tri thức mới. Ở đây trở lại ha, chúng ta đã định nghĩa cái tính chất gọi là số lớn. Các bạn thấy nó cực kỳ đơn giản. Ở đây câu 4C này không có gì khó ha. Bạn Trúc Linh có hỏi cái câu 4C này, thì thực ra nó không có. Cái gọi là tính chất là một phần tử của tập này thì các bạn biết rồi. Vậy thì một nó có tính chất top ten bởi vì nó thuộc về tập này. Khi chúng ta nói một tính chất và một tập con của cái tập thì thực ra hai cái đó nó là như nhau. Trong toán á, người ta định nghĩa tính chất nó chính là một tập con của cái miền phát biểu. Các bạn có tập các số nguyên vậy thì một tính chất trên số nguyên nó sẽ tương ứng với một tập con của cái số nguyên đó. Cụ thể là gì? Những cái con số mà có tính chất đó là những cái con số mà thuộc cái tập đó, thuộc cái tập con đó, và nó không có tính chất đó thì là nó không thuộc cái tập đó. Cho nên cái tính chất với lại tập con nó thực ra nó là một. Vậy thì ở đây chúng ta cho, tôi cho cái tập con của tập các số nguyên đó là tập các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì cái tính chất mà thuộc cái tập này
thì các bạn cũng có thể dễ dàng định nghĩa ha. Cụ thể là gì? Một, có cái tính chất này. Hai, có tính chất này. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười đều có cái tính chất này. Mà tính chất này chúng ta gọi là tính chất top ten đó. Top ten tức là những con số mà đầu tiên khi chúng ta đếm ha, chúng ta đếm từ một thì đại khái nó là 10 cái con số đó. Số 0 thì không có tính chất này. À, và dĩ nhiên số 11, 12 hay là những, nói chung rằng những con số 11, 12, 13 trở đi thì không có tính chất này. Các con số từ 0 trở xuống, 0 trừ 1 là 2 thì không có tính chất này. Thì dễ dàng như vậy các bạn cũng cũng đã thấy cái định nghĩa, suy ra được cái định nghĩa của tính chất này rồi ha. Những cái tính chất này không có gì khó hết. Tuy nhiên, tôi muốn làm những cái tính chất khó hơn. Mục tiêu của chúng ta sẽ phải làm được là định nghĩa cái tính chất là số nguyên tố này nè. Tính chất này làm sao các bạn định nghĩa? Các bạn dĩ nhiên cũng biết ra toán rồi, văn toán nó định nghĩa hết cái tính chất này rồi nha. Một số được gọi là số nguyên tố khi nào? Số được gọi là số nguyên tố khi nó là số lớn hơn bậc 2. Số nguyên đó, chúng ta đương nói trên tập số nguyên, nó lớn hơn bằng 2, nó chỉ chia hết cho một và chính nó. Đó là cách văn toán định nghĩa số nguyên tố. Cụ thể là gì? Số 2 là số nguyên tố, nó chia hết cho một và chính nó là 2. Số 3 là số nguyên tố, nó chia hết cho một và 3. Số 4 không là số nguyên tố, bởi vì nó có chia hết cho 2. À, số nguyên tố là số lớn hơn hoặc bằng 2 mà chỉ chia hết cho một và chính nó. Đó là cái định nghĩa về tính chất số nguyên tố, tính chất là nguyên tố mà các bạn hay thấy trong những cái sách toán thông thường, và có lẽ các bạn cũng cũng biết rồi ha. Vậy thì chúng ta sẽ viết lại trong blog như thế nào? Đó thường là cái công việc của chúng ta ở mức cơ bản như thế này. Thì cái gọi là số nguyên tố này hơi khó nha, chúng ta sẽ trở lại nó sau trong cái bài sau khi chúng ta làm về đề quy ha, chúng ta làm về đề quy. Bây giờ chúng ta làm một cái tính chất nó đơn giản hơn, đó là gì? Là chính phương. Thì một số được gọi là số chính phương khi nó là bình phương của số nào đó. Tất cả đều là số nguyên ha, và là số nguyên dương, chúng ta làm với số nguyên dương. Vậy thì số 4 là số chính phương, bởi vì nó là bình phương của 2. Số 5 không là số chính phương, bởi vì nó không là bình phương của số nguyên nào. Làm sao chúng ta định nghĩa được cái tính chất đó? Nghĩa là chúng ta mô tả thêm cái tri thức để block, từ đó có thể hiểu cái tính chất đó. Giống như chúng ta đã làm với số lớn này. Thì ở đây tôi cũng công việc bình thường như vậy, chúng ta khám phá cái tri thức ha, và chúng ta viết lại ở dạng logic hơn, và sau đó viết qua trong blog. Nó có thể là gồm nhiều câu, cũng có thể là một câu, mà thường thì nó là một câu và ở dạng nếu thì, nghĩa là luật. Giống như ở đây ha, tôi đưa ra cái tri thức đó là gì? Với mọi is, nếu is bằng y nhân y thì is là số chính phương. À, vậy thì tôi viết lại trong blog như thế này. Tôi đã viết xong. À, bây giờ chúng ta kiểm tra nha, tôi kiểm tra. Vậy thì tôi hỏi thử cái số chính phương 4 nó có phải là số chính phương không? Câu trả lời là false. Rõ ràng rằng cái câu trả lời này không đúng nha, bởi vì số 4 là số chính phương, nghĩa là cái định nghĩa của chúng ta nó có vấn đề. Vậy thì cái vấn đề ở đây nó là gì? Thực ra cái định nghĩa của chúng ta nó hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó là cái vấn đề về số học trên block. À, ở đây các bạn nhớ lại rằng khi chúng ta viết y nhân y như thế này nè, thì chúng ta có cái hàng tử phức ha, đó là y nhân y, chứ không phải là kết quả là bình phương của nó. Trước chúng ta đã biết, cho nên chẳng hạn tôi hỏi rằng cái số 2 nhân 2 có là số chính phương không, thì câu trả lời là true này. Các bạn thấy,
Tôi hỏi rằng số 3 nhân 3 có số là chính phương, mà nếu tôi gõ đúng y3 nhân 3 chứ tôi không có phải gõ chính nha, vì cái này về số học các bạn đã biết rồi thì nó là số chính phương. Tôi hỏi rằng 3 nhân 2 có là số chính phương không? Ý rằng số 6 đó có là số chính phương không? Thì câu trả lời là không. À, tại sao? Là bởi vì để là số chính phương thì nó phải là cái gì đó nhân cho chính nó. Ở đây là 3 nhân 2 chứ không phải là 3 nhân 3. Cho nên thì mặc dù cái như thế này là rất tốt, tri thức tôi đưa ra là tốt nè, với mọi cái vân vân, tôi viết lại như thế này cũng tốt, tuy nhiên nó lại không hoạt động. Ở đây do cái khoảng cách giữa cái lý thuyết và thực hành ha. Cho nên ở đây ngoài cái chuyện tôi sẽ minh họa cái này làm sao làm trong blog thì chúng ta cũng để ý cái như vậy ha. Cái blog không phải là cái gì đó đó ghê gớm, nó cũng có đầy rẫy những cái vấn đề trong đó. Và một trong những cái vấn đề lớn là nó có cái khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. À, cái tôi làm hoàn toàn tốt về mặt lý thuyết, và nếu blog nó cũng cũng tốt về mặt lý thuyết như vậy thì ở đây nó em xui ha. Tuy nhiên cái của chúng ta nó như thế này là chúng ta phải tính. Cho nên có bao nhiêu bạn nghĩ rằng sẽ thay cái chỗ dấu bằng này bằng chữ y. Thay cái dấu bằng này bằng chữ y. Bởi vì khi đó nó sẽ tính ra là y bình phương. Là nó tính ra 3 bình phương, 3 nhân 3 nó sẽ tính ra 9. À, vậy thì chúng ta thêm xem thử cái vấn đề cái đó nó có được không. Vậy thì chúng ta kiểm tra lại. À, 4 có phải là số chính phương. Thì chúng ta ở đây bị lỗi, các bạn lưu ý ha. Bị lỗi. Cái lý do là gì? Khi chúng ta kiểm số chính phương 4 thì ở đây chúng ta tạm thời quên cái logic đi nha, bây giờ chúng ta đừng làm bây giờ cái này nó phải phải đi vào cái thực sự chạy của blog, nó không còn khớp với lại lý thuyết nữa. Thì cái chính phương 4 này nè nó sẽ đồng nhất với lại cái chính phương x này. À, và như vậy muốn x là chính phương thì cái này phải đúng, trong đó x này sẽ là 4, bởi vì x được đồng nhất với 4. Và như vậy cái của chúng ta cần bây giờ sẽ là 4 y y nhân y. Chúng ta có 4 thì tốt rồi, nhưng mà chúng ta có cái y nhân y này chúng ta không không có tính được. Nó không tóm lại rằng để ý rằng chúng ta không có manh mối cho cái con số y này. À, vậy thì chỗ này tôi sẽ viết nó tôi sửa lại một xíu, nó không có ngây thơ như thế này. Và cái này nó có thể các bạn chưa có thực rõ lắm ha. Chúng ta sẽ nói nhiều nữa. À, làm sao được cái mong đợi chúng ta, tức là tôi kiểm tra chính phương 4 là đúng, 3 là sai, không tôi theo nghĩa thông thường đó. Tôi sẽ làm rõ lại cái tri thức này để nó tốt hơn. À, và chúng ta có thể làm được trên blog. Cái hay là cái nghệ thuật đó. Các bạn lưu ý cái vấn đề là gì? Không, tức là tôi đã khám phá một cái tri thức đúng, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cái này chúng ta không xài trên blog được trong cái trường hợp này. Cái gì sai ở đây? Tôi đúng ha, cái gì sai? Rõ ràng blog tệ quá, nhưng mà vấn đề là gì? Cái tệ đó là cái mà chúng ta đã biết trên blog rồi, các bạn lưu ý, blog đã chấp nhận cái điều đó, nó tệ là do để nó làm nhanh các thứ, cho nên cái vấn đề, cái chuyện tệ đó nó lại dồn qua chúng ta, tức là chúng ta chưa biết cách nói trên blog, nghĩa là cái định nghĩa đó của tôi là tốt, nhưng tôi vẫn có những cái định nghĩa tương đương khác, định nghĩa tương đương khác mà blog có thể làm tốt được. Nghĩa rằng công việc của các bạn là không chỉ rằng khám phá cái tri thức rồi đưa vào trong blog nghe nói đơn giản, mà đôi khi chúng ta phải mô tả nó theo những cách tương đương khác nhau mà lựa chọn cái mà blog có thể làm tốt được. À, thì cụ thể chỗ này nè, tôi sẽ nói rõ hơn một xíu cái chỗ này. Như vậy x là số chính phương khi nó là bình phương của số y nào đó,
thì vẫn còn mơ hồ, tuy nói rõ hơn mà có thể chuyển lên blog ha. Nếu x là bình phương của số y với y tôi làm nó hơi lòng quần nha, các bạn sẽ thấy có nhiều cách mà ở đây cách đơn giản nhất nè, tôi làm cách đơn giản nhất nhưng mà nhiều bạn có thể không phục chỗ này. X là bình phương của y với y là căn của x, thì là số chín phương. Tôi thêm cái phần với này, cái dấu và này nó thực ra không ảnh hưởng ha. Vậy khi x là bình phương của y thì y sẽ là căn của x. Thực ra hai cái khái niệm đó nó đối ngẫu nhau, thằng này và có thì thằng kia có, vân vân. Tuy nhiên cái khái niệm gọi là căn á, căn á thì nó thực ra phức tạp hơn ha. Bình phương thì dễ, bởi vì bình phương các bạn có thể định nghĩa nó qua cái phép nhân. Bình phương của 2 là 4 rất dễ, nhưng mà căn của 4 là 2 không dễ tính. Đây là một cái cách tôi tiếp cận nha, chỉ còn nhiều cái cách khác mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ tốt hơn. Ở đây là tôi là đương làm cái cách đơn giản nhất. À, vậy thì ở đây chúng ta lưu ý ha, tôi đã có cái bình phương, bởi vì bình phương tôi định nghĩa qua phép nhân. Bình phương của 2 là tôi lấy 2 nhân 2. Tôi có phép nhân rồi, block đã cung cấp sẵn rồi. Tôi có cái căn block cũng cung cấp sẵn rồi. À, cái hay là như vậy. Chúng ta dựa trên cái đã có sẵn. Còn lại tôi không cần biết là block đã làm sao có được cái căn đó. Nha. Nhưng mà ở đây tôi lưu ý rằng cái định nghĩa này của tôi, tức là giữa bình phương và cái căn, thì các bạn lưu ý rằng tính bình phương là rất dễ, nhưng mà tính căn này không dễ. Bản thân các bạn thấy rồi đó. Các bạn tính căn 4 thì được. Nhưng mà các bạn tính căn 5 thôi. Căn 5 là cái con số nào đó. Bây giờ giả sử các bạn có cái căn 5, các bạn bình phương nó lên nó sẽ ra 5. Vậy thì bình phương rất dễ, nhưng mà căn thì khó ha. Nhưng mà ở đây tôi lợi dụng cái điều rằng nó đã có cái này. Và đây là cái manh mối. Bởi vì đại khái là chúng ta khi mà hỏi theo kiểu này thì chúng ta sẽ có ít được cho. Nó tạm gọi là như vậy. Tôi hỏi chín phương 4, vậy thì 4 được cho. Vậy thì từ 4 đó tôi có thể tính ra y nè. Vậy thì trước khi cái này nè, thì chúng ta sẽ có đại khái là phải tính y. Y sẽ là căn của x. SQRT là căn, thay vì các bạn gọi dấu căn thì các bạn thấy nó chẳng qua là cái tên hàm thôi, mà mô tả cái hàm. Và các bạn phải y này để đi tính thực sự. Vậy thì đại khái khi tôi có 4, tôi phải đi tính căn của nó là 2, và tôi xem thử bình nó lên vân vân vậy thế nào. À, tuy nhiên thì dĩ nhiên căn của nó thì bình lên thì nó sẽ lòi ra nó, cho nên thực ra chỗ này nè, cái chính của chúng ta là gì? Tôi có cái định nghĩa như này: x là bình ý là số chín phương khi căn của nó là số nguyên. Căn của x là số nguyên thì x là số chín phương. Và các bạn thấy một cái điều nó một cái định nghĩa có vẻ tương đương, chúng ta sẽ bàn thêm, nhưng mà một cái định nghĩa đúng thứ hai chúng ta tạm gọi là tương đương. Các bạn nói rằng x là số chín phương khi nó là bình phương của số nào đó, số nguyên nào đó, thì tôi nói là x là số chín phương khi căn của nó là số nguyên. Tương đương. Tuy nhiên cái định nghĩa thứ hai này tốt hơn. À, tốt hơn, chúng ta làm được trên block. Cụ thể hỏi 4 có phải là số chín phương. Tôi lấy căn của nó, tôi có phép toán đó rồi. Và căn 4 là 2 thì nó là số nguyên. À. Rồi chúng ta thử cái này ha, chúng ta thử cái này. Cái của chúng ta cần thiếu ở đây đó là gì?
Làm sao biết một số nguyên? Và nè, tức là gì? Cái định nghĩa này viết rõ lại là gì? Nếu căn, nếu y là căn của x và y nguyên thì x là số chính phương. Không không có bạn nào cãi được đúng không? Định nghĩa đó tương đương mà. Nhưng mà nó có vài cái vấn đề nó tốt hơn trong buổi lớp, bởi vì chúng ta tính căn được và sau đó chúng ta kiểm, vấn đề của chúng ta là kiểm thêm cái nguyên chỗ này nữa, y nguyên, làm sao chúng ta kiểm y là số nguyên, tức là nó không có lẻ. À, thì ở đây nó có một cái mẹo là chúng ta gọi một số là số nguyên. Lưu ý rằng khi tôi làm như thế này thì cái miền của tôi nè, các bạn lưu ý nó là số thực. Bởi vì căn, khi chúng ta ví dụ căn 4 nó trở thành thành lần 2, nhưng mà căn căn 5 nó là 2 chấm mấy. 2 chấm mấy đó. Và như vậy thì căn chúng ta chỉ có thể phép toán này nó có trên tập số thực. Số nguyên chẳng qua là tập con của nó. Và lưu ý như vậy là gì? 4 căn 2, ở đây tôi dưới tri vấn này. Thì nó là 2.0, các bạn lưu ý. Thì 2.0 này nó là con số thực, không phải là con số nguyên. Nó khác con số số 2 bình thường. Cho nên mặc dù nó chẳng, nhưng mà nó không được xem là số nguyên, các bạn lưu ý ha. Chứ ở đây mặc dù nó có cái vị từ như thế này để kiểm tra nè, integer, x là số nguyên, x là số chính phương khi, nếu, x là số chính phương nếu y là căn của x và y nguyên. Thì tôi viết đúng y như vậy. Cái vị từ integer này có sẵn luôn để kiểm tra là y có phải là số nguyên. Tuy nhiên chúng ta vẫn ra phone, bởi vì các bạn lưu ý nha, bởi vì căn của 4 là 2.0, 2.0 là số thực mặc dù giá trị nó bằng nguyên. Như vậy chỗ này chúng ta phải so bằng giá trị. Thì một cái mẹo là gì? Y nó là làm tròn của nó, làm tròn xuống của nó, thì như vậy nó là số nguyên. Làm tròn của một số thực, anh xin lỗi, làm tròn hay là cắt bỏ gì đó, chúng ta có cái hàm cell link cell ha, là cắt bỏ hay làm tròn gì đó. Nếu mà nó làm tròn của nó bằng chính nó thì nó là số nguyên. Lại là một cái khám phá gì đó chỗ này, trông nó ngớ ngẩn nhưng mà nó, các bạn thấy đó, nó phù hợp để có thể làm trên blog. Cái vấn đề của chúng ta là chỗ như vậy ha, rất ngớ ngẩn. Số thực được gọi là nguyên, có tính chất là số nguyên ha, khi hay là chẳng, khi mà chẳng tức là tròn á, khi mà làm tròn của nó bằng chính nó. Có rõ rồi, 4 à xin lỗi 2.0 thì nó nguyên, thì nghĩa chúng ta mới bị làm tròn của nó là 2.0 mà nó bằng chính nó ha. Cụ thể này, tôi thử nè, ý gì cell của 2.0 thì nó là 2. Chỗ này cũng là cũng lưu ý ha, cẩn thận khoan. Chờ cái cell này nó chúng ta vẫn chưa được cái chỗ này ha, xin lỗi tôi, bởi vì tôi mong đợi cái cell này nó trả ra con số thực. Tuy nhiên cái cell này nó làm thành con số nguyên, tức là 2.0 nó làm thành 2 vẫn là con số nguyên, cho nên cái của chúng ta chỗ này nó vẫn chưa được. Một con số thực được gọi là số nguyên khi nào? Tóm lại là
cái chúng ta đừng 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 làm chỗ này nó như vậy ha. Thì thôi tôi sẽ lấy cái phần dư. Tôi thử dưới này nha, vì tôi cũng không nhớ hết mấy cái hàm trong bộ lóc. Thì mem của 2.1 thì nó là nếu không ấy thì chúng ta sẽ trừ thôi, không cần tiền vậy ha. Vậy thì chỗ này nè, y bằng y khi x trừ y bằng không. À, tức là không sẽ bằng y trừ cho y là căn của nó ha, y trừ cho cái phần cell của y, chẳng khi nó trừ cho cái chúng ta đã không có dùng cái nó bằng được ha, bởi vì một cái số nguyên một cái số thực. Và như vậy tôi chế lại một xíu, là đại khái là tôi như vậy khám phá một cái tri thức nó cực kỳ ngớ ngẩn. X bằng y khi nào? À, khi x trừ y bằng không. À, rồi như vậy chúng ta có 4 là số chính phương, các bạn thấy đúng này. Tóm lại chỗ này nè, tôi vừa định nghĩa số chính phương bằng cách đi một hồi dùng những cái tương đương khác nhau để cuối cùng rằng chúng ta có một cái định nghĩa phù hợp trên block. Tôi nói x là số chính phương khi nào? Khi nếu y là căn của x và y trừ cho làm tròn của y là không. Nó nghe rất rất phiền phức, rất dài ha, nhưng mà để ý là chính là gì? Căn của x là số chẵn, chẵn tức là không một không lẻ, nó tròn là số tròn ha. Rồi đã xong, tôi kiểm lại nè, căn của 4 đúng nè. À, 4 là số chính phương đúng, 9 là số chính phương đúng, 16 là số chính phương đúng luôn, 15 không là số chính phương, 14 không là số chính phương, 13 không phải, dĩ nhiên rồi, số 5 cũng vậy, số 1 là số chính phương đúng, số 0 là số chính phương, số chỉ tôi làm từ số 1, số 2 không là số chính phương, số 3 không ha, số 4, số 5, số 6 không, số 7 không, số 8 không, số 9 phải. Thì tôi ấy 7 giờ mấy rồi, tôi đã nói rất dông dài ha. Tuy nhiên thì tôi mong rằng cái điều chúng ta sẽ thấy nói như thế này, tức là cái bài tập này cực kỳ quan trọng ha. Mặc dù chúng ta làm ở đây rất đơn giản, nhưng mà những cái vấn đề như vậy chính là cái vấn đề mà chúng ta sẽ làm, cho dù nó phức tạp sau này thì nó cũng như vậy thôi ha. Những cái tính chất chúng ta cần định nghĩa ở đây nó đơn giản, nhưng mà vấn đề là gì? Chúng ta đều sẽ dựa trên những cái tính chất đã có, những cái quan hệ đã có, những đối tượng đã có. Công việc chính của các bạn sau này, ngoài thực ra ha, ngoài cái chuyện các bạn khám phá vô ra những cái tri thức định nghĩa đó, thì chúng ta cũng thường phải chọn lựa giữa những cái tương đương, những cái tương đương, nó có những định nghĩa tương đương để có thể hiện thực trên blog tốt. Về lý thuyết, những cái tương đương thì là như nhau, những định nghĩa tương đương là như nhau. Các bạn có một cái là có tất cả, các bạn nghĩ là được rồi. Nhưng mà về mặt thực hành, có một số cái định nghĩa nó lại blog làm tốt, một số cái này nó không tốt do những cái bản chất về mặt thực hành của nó. Công việc của chúng ta như vậy, ngoài cái chuyện đưa ra được hay là khám phá được những cái định nghĩa
tức là những cái tri thức đó, thì chúng ta cũng phải tìm cho được những cái tương đương mà phù hợp trên blog để chúng ta viết lại. À, thì có cái công việc nó vậy, nhưng mà cái quy mô rồi cái mức độ nó đơn giản phức tạp, nó sẽ chẳng hạn tính chất số lớn không có gì khó, ba tính chất này cực kỳ dễ, còn dễ hơn cái tính chất nãy của tôi, nhưng mà cái tính chất là số chín phương thì không dễ tí nào. Các bạn thấy có nhiều định nghĩa tương đương mà chúng ta phải chọn một cái tốt mà có thể hiện thực ở đây. Tôi như vậy cũng đã tìm ra được cách để định nghĩa cái tính chất tương đương mà phù hợp với blog. Rồi tính chất như là số nguyên tố chẳng hạn, các bạn sẽ định nghĩa thế nào để mô tả tính chất này? Vậy thì cái bài sau chúng ta sẽ cố gắng, mục tiêu chúng ta là đi định nghĩa cái đó nha. À, mục tiêu khá rõ ràng. Tuy nhiên thì cái công việc của chúng ta như vậy là để làm cái điều đó, thì chúng ta sẽ dùng một cái dạng định nghĩa mà hay dùng trong một lớp, đó là định nghĩa đệ quy. À, làm sao đó chúng ta nắm được cái kỹ thuật đó. Vậy thì bữa sau cái nội dung lý thuyết, nội dung kỹ thuật chúng ta nắm là cái đệ quy đó. Và cái bài về danh sách ha, danh sách chúng ta cũng sẽ coi khi mà chúng ta đã hiểu về cái đệ quy, bởi vì danh sách nó là một cái cấu trúc mà cái bản chất của nó là đệ quy. Chúng ta sẽ thấy cái chuyện đó bữa sau. Thì các bạn như vậy về làm cái bài tập 4 này, ngoài ra thì các bạn thử tự mình ha định nghĩa một số cái tính chất trên cái miền phát biểu là tập số cho nó đơn giản. Trong blog các bạn có vô số cái miền phát biểu, cái nào cũng được. Tuy nhiên thì blog đã có sẵn trên mình ha, nó có sẵn cái miền phát biểu số với các vị từ rồi các thứ các bạn đã học trong phần số học. Các bạn thử nghĩ ha đến một số cái tính chất mà các bạn đã hay gặp, tính chất và quan hệ ha đã hay gặp trong cái toán phổ thông liên quan đến số, chẳng hạn quan hệ chia hết A chia hết cho B ha, rồi quan hệ bội số chung nhỏ nhất rồi ước số chung nhỏ nhất các thứ vân vân như vậy. Hay là một cái tính chất đó là số nguyên tố ha, thì cái tính chất này không dễ, thì các bạn về thử làm những cái như vậy. Trong đó chẳng hạn cái là số nguyên tố này, các bạn thử viết chẳng hạn cái vị từ prime tức là số nguyên tố, rồi các bạn điền ở cái vế này nếu như thế nào thì là số nguyên tố, thử cái đó ha. Và nếu các bạn làm được thì các bạn sẽ làm tốt cái bài tập tiếp sau đó nữa, và cái phần thi của lớp nó không thành vấn đề của chúng ta. À, bạn Hải Lý có hỏi cái câu rất là hay, như vậy là chúng ta phải biết những cái nhiều vị từ trong blog mới làm được ha. Thì câu hỏi đó hay ở chỗ như thế này, sau này khi các bạn lập trình á ha, thì công việc chủ yếu là gọi lại những cái gì đã có, dùng lại những cái gì đã có. Nếu các bạn lập trình C thì các bạn phải viết nhiều, viết code nhiều. Là bởi vì sao? Bởi vì C nó có ít hàm được cho sẵn, ít kiểu dữ liệu được cho sẵn, ít hàm được cho sẵn. Và như vậy các bạn cần kiểu dữ liệu gì mới, các bạn cần cái hàm gì đó mới, các bạn phải viết ha. Nhưng mà khi các bạn dùng C sharp, các bạn dùng Java, nhất là C sharp, thì các bạn ít phải viết code nhiều. Là bởi vì nó có rất nhiều đối tượng được có sẵn, nó có rất nhiều hàm có sẵn. À, tuy nhiên thì rõ ràng rồi, các bạn như vậy biết nhiều những cái mà blog cung cấp sẵn, chẳng hạn các bạn biết cái vị từ SQRT này tính căn, các bạn biết cái cell này, thì các bạn khỏi cần phải đi tìm cách để định nghĩa nó, blog có sẵn rồi, các bạn chỉ xài thôi. Như vậy thì còn nếu không các bạn phải làm gì chỗ này nè, mà không ấy thì các bạn phải đi định nghĩa cái cell này.
này kia nha, vân vân. Tuy nhiên cái chỗ này không phải định nghĩa kiểu này, các bạn lưu ý ha. Cái cell này nó là cái hàm, trong khi cái định nghĩa như thế này thì nó là vị từ nè. Cái chuyện này khác, làm sao chúng ta vân vân thì chúng ta sẽ nói thêm. Tuy nhiên mà đẩy nó như vậy, nếu mà chưa có thì các bạn phải định nghĩa. Trong các bài tập tôi yêu cầu thì hầu như các bạn sẽ không có dùng nhiều lắm ha. Ví dụ cũng sẽ không có dùng SQRT hay là cái cell này gì nhiều. Các bạn chỉ cần biết một vài cái cơ bản thôi. Về số học thì các bạn biết cộng trừ nhân chia. Chia thì có chia lấy nguyên rồi chia lấy dư là cái phép mod rồi đó, chúng ta hay xài. Rồi so sánh lớn hơn nhỏ hơn bằng rồi các thứ ha. Là hầu như đủ rồi. Dĩ nhiên phải biết cái vị từ y nè, đây là cái quan trọng để tính toán, là hầu như đủ rồi. Chứ cũng không cần biết nhiều. Còn nếu mà các bạn muốn biết nhiều hơn thì bữa trước tôi cũng đã chỉ rồi, các bạn phải tra cứu thêm ha. Thậm chí bản thân tôi cũng không biết về những cái vị từ này, tức là không biết tên của nó là gì, gọi đúng vân vân. Thì các bạn tra cứu thêm trong này ha. Rồi, trong này nó có những cái vị từ được gọi là built-in predicates nè, tức là những vị từ có sẵn. Và có thể có một cái cách nào đó kiểm tra nhanh hơn cách tôi đã làm, tức là so với không cái hiệu làm tròn các thứ này, các bạn cũng cũng hơi phiền. Có lẽ nó có một cái vị từ nào đó nó sẽ làm nhanh hơn gì đó ha, các bạn có thể coi thêm. À, các bạn lưu ý, nếu mà các bạn bạn luôn có hỏi về cái lỗi hay gặp, chúng ta hay gặp một cái lỗi khi mà các bạn gõ sai chính tả, các bạn lưu ý ha. Mặc dù chúng ta ở đây nè, tôi đã định nghĩa cái vị từ chính phương cho cái quan hệ là số chính phương, thì tôi đã dùng cái ký hiệu là CB cho cái đó rồi, cho nên chỗ này nếu mà chúng ta hỏi là chính phương, chúng ta dùng cái ký hiệu này chính, thì nó sẽ báo lỗi, chính là cái lỗi mà bạn Luân đã gặp đó. Lỗi là gì? Cái ký hiệu này, tức là cái vị từ nó viết như thế này, giống như cách tôi hay viết nè. Chính phương mà gạch một nghĩa là gì? Vị từ cho quan hệ một ngôi. Thì cái này không thấy định nghĩa. Không thấy định nghĩa là gì? Nó không có sẵn trong blog. Và nó cũng không được định nghĩa bởi lập trình viên, bởi chúng ta, cái người viết. Chính là cái các bạn. Vậy thì có thể là vì bạn viết sai chính tả, đây là bạn gõ chỗ này có cái dư cái chữ gì đó mà dưới này bạn lại dùng cái này, thì nó sẽ báo lỗi như vậy. À, sửa lại đúng chính tả. Dĩ nhiên cái chữ CB đó là tùy ý chúng ta, nhưng mà các bạn đã chọn thế nào đó thì các bạn phải dùng cái chữ đó sau khi các bạn cancel này. Và cũng lưu ý một cái quên hay đó là gì, các bạn viết xong rồi mà các bạn không có nhấn cái nút cancel này. Khi các bạn chưa cancel thì cho dù các bạn gõ ở đây, các bạn có lưu lại thì trong blog nó vẫn chưa nạp vào, chưa nạp cái này vào trong blog, thì blog vẫn chưa biết ha, chưa biết cái định nghĩa đó. Thì bây giờ như vậy cái chữ này thì là không có ý nghĩa, thì chúng ta lại phải gõ cái chữ chính phương này. Một cái nữa đó là gì, có thể các bạn định dùng cái chữ này và khi cancel thì sau đó các bạn hãy, tuy nhiên ở đây nè, nếu mà các bạn quên cái dấu chấm này chẳng hạn, nghĩa là các bạn viết không đúng yêu cầu của blog, không đúng cú pháp của blog, thiếu dấu chấm nè, rồi thì khi cancel thì blog sẽ không chấp nhận cái định nghĩa, vì nó không hiểu được và viết sai yêu cầu của blog, vậy thì nó sẽ báo lỗi chỗ này nè. Và khi nó báo lỗi, nó sẽ chỉ ra cái chỗ bị lỗi. Các bạn thấy cái dòng 12 nè, đây, cái cột 26, tức là cái vị trí chỗ này nè, là thiếu dấu chấm đó, nó báo chung chung là lỗi syntax. Và khi đã có lỗi này, thì nghĩa là nó
nó chưa hiểu cái CB này. Và như vậy các bạn dùng cái CB này sẽ báo là không thấy CB này là điều nhiều ha. Như vậy cái lỗi cái của bạn, tình huống bạn gặp đó, nó có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái chung đó là gì? Cuối cùng là cái CB đó chưa được định nghĩa ha. À, vậy là bạn luôn chưa bấm nút cancel này. Nhớ bấm cái nút này sau khi xong, và lưu ý rằng bấm cái này thì phải kiểm tra rằng nó có báo ra lỗi không. Khi mà nó có báo lỗi, chẳng hạn các bạn thiếu dấu phải chỗ này nè, thấy error đây ha, thì các bạn phải biết rằng nó chưa cancel được. Vì chương trình chúng ta có lỗi mà, thì các bạn phải quay lên sửa lỗi này. Thì có thể dựa trên cái manh mối nó chỉ cái dòng nè, cột nè, rồi chúng ta tìm chỗ đó. Và cái việc báo lỗi này nó cũng không tốt lắm ha, nó báo hơi chung chung. Nếu các bạn đã lập trình trên C các thứ thì nhiều cái môi trường nó chỉ ra chính xác hơn lỗi gì, thiếu cái gì. Còn ở đây nó báo hơi chung chung. Thì như tôi nói rồi, ở đây cái này là đồ chùa ha, chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều được. Thì tự chúng ta, mà nói chung rằng đã có lỗi thì sửa, rồi sau đó chúng ta cancel lại. Nếu ok hết chỗ này nè, không có gì hết, hoặc là true, hoặc là ok gì đó, thì chúng ta bắt đầu xài được ha. Rồi mình nghỉ ở đây nha. Các bạn về cố gắng làm cái bài tập 4. Tôi đã để cái deadline bài tập rất là lâu. Tuần sau, online tuần sau chúng ta vẫn còn cái deadline, nghĩa là các bạn vẫn còn có thể hỏi tiếp được nữa. Tuy nhiên các bạn không nên để lâu như vậy ha. Cố gắng làm càng sớm càng tốt, về bài này khá dễ. Nếu có thêm thời gian thì chúng ta thử làm cái một số cái tính chất như tôi đã minh họa ha. Và đặc biệt nếu bạn nào tốt ha, chúng ta có cái khả năng tốt, thì chúng ta thử làm luôn cái tính chất là số nguyên tố này nha. Cái này không dễ, tức là so với trình độ của chúng ta, nhập môn chúng ta chưa có gì hết. Thì nếu mà chúng ta làm được, dĩ nhiên là các bạn không có, trên mạng nó có đầy, tức là có sẵn code luôn, thì các bạn đừng có thể tra tài liệu về cái này cái kia, nhưng mà đừng có coi cái code đó. Nếu mà các bạn chép nó vô đây các bạn chạy thì không có ý nghĩa gì ha. Tự chúng ta đi khám phá ra cái đó, và các bạn sẽ học được rất nhiều điều từ cái đó ha. Rồi mình nghỉ nha, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã online, làm sớm cái bài tập 4 ha.